Xin chào các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini có một cái chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho các bạn khi mà mua sản phẩm là máy bơm 12V áp lực 230W hoặc là 24V 260W của shop bắt đầu từ tối ngày hôm nay, tức là tối ngày 22 tháng 11 năm 2021 đến hết tối ngày 24 tháng 11 năm 2021. Cái chương trình khuyến mại này thì nó được tặng kèm một chiếc dơ le dự phòng dành cho máy bơm áp lực này. Thế thì ngoài cái việc mà dơ le và các cái phụ kiện đi kèm máy bơm như thế là lọc nước này, ống hút này và dơ le rồi các cái đầu đầu này, thì shop sẽ tặng kèm cho các bạn một cái dơ le dự phòng này. Và để mua cái sản phẩm này thì các bạn đừng quên gọi qua cái số hotline nhanh nhất của shop là số 0386898366 để các bạn đặt hàng nhanh nhất có thể, bởi vì thời gian khuyến mại nó có hạn thôi, chỉ trong tối ngày 22 đến hết tối ngày 24. Còn sau đó thì mình sẽ xóa video này và không còn chương trình khuyến mại nữa. Và cái lý do để khuyến mại thì cũng nhân dịp là kỷ niệm 10 năm thành lập shop máy bơm mini 68, cung cấp các cái sản phẩm máy bơm 12V, 24V trên thị trường. Thì nhân dịp lễ ngày đặc biệt thì shop sẽ tiến hành là có cái chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng. Và đặc biệt đối với những khách hàng nào mà đã từng mua sản phẩm của shop mà lần này tiếp tục mua nữa thì shop sẽ có những cái chương trình ưu đãi riêng. Các bạn nhé, nếu như những ai mà đã mua sản phẩm của shop rồi, các bạn chỉ cần cung cấp số điện thoại này, họ tên này, khi shop nhập trên Zalo rồi là trên các cái app gửi hàng thì nó sẽ có danh sách, thì shop sẽ tiến hành là khuyến mại đặc biệt hơn cho các bạn. Và video này thì kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.